Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây là nội dung chính trong video này. Tại sao nói chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất? Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình? Câu trả lời tốt nhất sẽ được giải đáp trong video này. Mục tiêu không phải là làm tốt hơn kẻ khác, mà là chiến thắng chính bản thân mình. Làm thế nào để biến chính những đối thủ của mình thành những người giúp chúng ta tốt hơn mỗi ngày? 6 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khiến bạn phải suy ngẫm. Nếu muốn sống một đời thanh thản, đôi khi không có được thứ mình muốn cũng là một loại may mắn. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ làm thế nào để biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Vật cực tất phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân. Trong họa có phúc, nghịch cảnh khiến sinh mệnh thăng hoa. Tướng do tâm sinh, tâm thái tốt đem lại cuộc đời thông thuận. Khi rơi vào nghịch cảnh, hãy thay đổi tâm thái. Điều này có thể biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Phần 1. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình? 1. Tại sao mục tiêu không phải là làm tốt hơn kẻ khác, mà là chiến thắng chính bản thân mình? Quý vị thân mến, thần tượng một ai đó là điều tuyệt vời, nhưng so sánh bản thân với những người khác chỉ đem lại sự khốn khổ. Thay vì ngồi đó so sánh, bạn nên sống một cuộc đời tốt nhất có thể. Cứ nhìn vào thành công của người khác, chẳng khác nào đang so sánh ngày thứ nhất của mình với ngày thứ 500 của họ. Khi ấy, bạn sẽ chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm, nghĩ rằng thành công đến với họ một cách dễ dàng và nhanh chóng mất đi sự quyết tâm của mình. Tuy nhiên, nếu biết tập trung vào bản thân thay vì người khác, bạn sẽ tìm được cách hiệu quả để đạt được mục tiêu phù hợp với mình. Mỗi ngày đều là một cơ hội lớn để trưởng thành. Nhưng người duy nhất mà bạn nên so sánh với chính mình là bản thân. Vậy áp dụng như thế nào? Ngay từ giây phút này trở đi, hãy cố gắng đừng rơi vào cái bẫy so sánh. Thay vào đó, hãy xác định rõ mục tiêu cuộc đời và lên kế hoạch để đạt được nó. Kiểm tra xem mình đã đi được bao xa chính là động lực tuyệt vời và phản hồi thực tế nhất mà bạn có thể nhận được. 2. Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi triết lý sống từ câu chuyện về hai đường thẳng. Sau khi nghe xong, quý vị sẽ tìm được câu trả lời tối ưu nhất cho riêng mình. Có một cậu thư sinh đến hỏi thầy giáo của anh rằng làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình. Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó liền dùng một nhành cây vạch xuống đất một đường thẳng. Thầy nói, con hãy làm cách nào khiến cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó. Trả lời được thì hãy đến tìm ta. Chàng trai thư sinh về nhà với bài toán của thầy giáo trong đầu. Cậu nghĩ mãi, nhưng cũng không biết làm cách nào khiến đường thẳng kia ngắn lại mà không xóa bớt nó đi. Rõ ràng là một yêu cầu vô lý. Hết 3 ngày mà không tìm ra đáp án, cậu bèn đến gõ cửa nhà thầy giáo một lần nữa. Chàng thư sinh nói, thưa thầy, con thật không biết làm cách nào khiến đường kẻ này ngắn đi cả. Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó lại dùng một nhánh cây khác, nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng kia, nhưng dài hơn đường thẳng cũ một tấc. Đoạn mỉm cười, con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao? Thầy nhẹ nhàng giải thích, đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu, con không có cách nào khiến cho họ trở nên tồi tệ hơn. Con chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Đừng quan tâm đối thủ của mình ngắn hay dài, hãy cứ trở thành đường thẳng dài nhất. Đến lúc ấy, chẳng ai có thể đánh bại được con. Trong cuộc sống cũng vậy. Đôi khi chúng ta luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong ước, oán hận hoặc ghen tị. Chúng ta không thể mong chờ đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực để trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, luôn kiên cường tiến nhanh lên phía trước,
luôn nỗ lực để bản thân vượt trội hơn và càng vượt trội hơn người khác. Phần 2. Làm thế nào để biến chính những đối thủ hoặc kẻ thù của mình thành những người giúp chúng ta tốt lên mỗi ngày? Thưa quý vị và các bạn, bạn không bao giờ hoàn hảo, đặc biệt là trong lăng kính của hàng nghìn người khác. Và nếu trong chiếc kính của ai đó có chút tiêu cực, một chút ghen tị và sự độc đoán thì xin chúc mừng, bạn đã có thêm một đối thủ. Con người không phải một chú tắc kè để có thể biến hóa cho phù hợp với cách nhìn của môi trường, của những người khác. Thế nên bạn luôn phải chấp nhận rằng có những người ghét mình và mãi mãi ghét mình. Vì vậy, nếu là một người thông minh, hãy khai thác, tận dụng kẻ thù để hoàn thiện bản thân. 1. Bài học về quản lý cơn tức giận. Thành thật mà nói, kẻ thù là những người bạn tốt nhất giúp bạn nhận thức được mức độ quản lý lý tính của mình khi nóng giận. Họ đưa ra những định kiến tiêu cực về bạn, châm chọc hoặc hủy hoại danh dự của bạn. Hãy xem đó như là những tình huống thực tế được đưa ra để thử thách, rèn luyện khả năng chịu đựng và tính bình tĩnh của bản thân. Kẻ thù giống như những nhà trị liệu tâm lý bạn cần, mặc dù không thực sự muốn. 2. Cơ hội cạnh tranh lành mạnh. Có thể bạn không nhận ra nhưng đối thủ sẽ là nhân tố thức tỉnh năng lực cạnh tranh tiềm tàng phía trong con người bạn. Sự tức giận, khao khát chiến thắng, ý chí muốn được công nhận sẽ tạo nên một phiên bản mới hơn của chính bạn. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là trở nên hiếu chiến, gay gắt trong các cuộc tranh luận. Đối đầu với đối thủ và chiến thắng họ là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, chỉ một giây phút phá luật cũng có thể khiến bạn đi quá đà, trở thành một kẻ xấu tính, nóng nảy. Hãy đảm bảo rằng bạn không phá vỡ hình tượng của chính mình và gây ảnh hưởng đến đạo đức của bản thân. Khi đó, chúng ta mới tận dụng được đối thủ với vai trò là yếu tố tạo dựng một sự cạnh tranh lành mạnh. 3. Những nhận xét tiêu cực của họ giúp bạn tạo nên những bước đột phá. Đúng là kẻ thù thì chẳng bao giờ nói tốt về bạn cả. Tuy nhiên, trên một vài phương diện thì những nhận xét của họ chính là những vấn đề bạn đang gặp phải. Những lời nói công kích của đối thủ bao giờ cũng rất khó nghe, nhưng đằng sau ngôn từ ấy có thể chính là mặt trái con người bạn, điều mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Vì vậy, trước những lời nhận xét khiếm nhã của kẻ thù, hãy dùng trí thông minh của mình, lùi lại một bước và tự nhận thức lại chính mình. Lùi lại một bước nhưng đôi khi lại là bước tiến, để tạo nên một bản thể hoàn thiện, phát triển hơn. Đây là một minh chứng cho thực tế rằng kẻ thù có thể là các nhà trị liệu theo cách riêng của họ. 4. Kẻ thù cũng chính là đồng minh của bạn. Chấp nhận kẻ thù cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng tương tác và hòa bình với họ. Theo một kịch bản tốt đẹp, nếu hai bạn có thể thiết lập một vài điểm chung, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, và đó là khi một tình bạn mới bắt đầu. Điều này tạo nên những kỹ năng quan trọng khi bạn làm việc với mọi người, đàm phán, giao tiếp, kết nối mọi người, tạo dựng network. Đồng thời, đây cũng là điểm cộng của bạn trong mắt những đồng nghiệp khác. 5. Tạo nên sự nhận thức tích cực. Trong vô vàn những điều tiêu cực, một cái nhìn tích cực luôn được mở ra. Thực tế cho thấy rằng, khi có kẻ thù cũng sẽ giúp bạn tập trung, nhận ra nhiều điều tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống. Thông thường, chúng ta thường bỏ qua những điều bình dị ấy và coi chúng là dĩ nhiên. Thay vào đó, bạn lại luôn theo đuổi những mục tiêu như làm thế nào để vượt qua hay chiến thắng kẻ thù. Và chỉ đến khi chúng ta quá mệt mỏi với việc chạy đua, khi đó mới thấy rằng cảnh vật bên đường sao đẹp thế, hay những bữa ăn gia đình thật thiêng liêng và ấm cúng nhường nào. 6. Nghĩ đơn giản hơn, đôi khi đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Đôi khi bạn thậm chí còn không nhớ nguyên nhân gây ra mối quan hệ đổ vỡ này, hoặc nó có thể là một cái gì đó vô hại. Lấy mọi can đảm, ngồi lại với nhau và tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến hai bạn rạn nứt. Điều này có thể giúp bạn tìm ra giải pháp chữa lành mối quan hệ và đưa nó sang một trang khác. Hiểu lầm luôn xảy ra, và bạn phải học cách tìm biện pháp dự phòng để xử lý chúng. 7. Bạn cũng học được cách đánh giá cao những giá trị mình nhận được. Một điều chắc chắn rằng, kẻ thù không bao giờ để bạn dễ dàng có được thứ bạn muốn. Bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn,
gấp 2, gấp 3, thậm chí là n lần. Đối thủ giống như những hàng rào và bạn là vận động viên trong bộ môn chạy vượt rào. Thời gian đến đích có thể lâu hơn, công sức bỏ ra có thể nhiều hơn. Nhưng sau tất cả, nó khiến bạn yêu thêm những giây phút chiến thắng. Bạn có kẻ thù, mặt khác, bạn luôn có những người yêu thương bạn. Họ luôn ở bên cạnh bạn dù bạn thất bại, túng quẫn và thậm chí là trắng tay. Đừng để cơn tức giận kẻ không đâu làm tổn thương những người quý giá ấy. 8. Bạn có thực sự cần sự căm thù? Sự thật, kẻ thù chỉ mang lại những cảm xúc độc hại, tạo nên những hành vi xấu xa cho bạn. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thanh thản và thăng hoa, bạn không thể mang theo nỗi thù hận kia được. Điều cần thiết hơn cả là hãy cố gắng thử tất cả mọi thứ để loại bỏ nó và tìm đến sự bình yên cho riêng mình. 9. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nếu những kẻ thù bên ngoài dễ nhận biết và phân biệt, thì kẻ thù phía trong con người bạn lại ẩn giật, khuất lấp, rất khó tìm thấy. Kể cả khi bạn có nhìn ra nó thì bạn cũng có xu hướng che giấu, hòa hoãn với nó, thay vì đứng lên tranh cãi, đấu tranh như những kẻ thù bên ngoài. Suy cho cùng, đối với một người thành công, trước khi họ chiến thắng những con người ngoài kia, thì chính họ cũng đã có một cuộc vật lộn gian khó với chính mình rồi. Vượt qua sự lười biếng tầm thường của con người, vượt qua những cám dỗ, mê muội và sự dễ dãi cho bản thân. Suy cho cùng, muốn trị được những kẻ thù ngoài kia, thì bạn phải trấn an được con thú trong tâm hồn mình trước đã. Quý vị thân mến, đừng để stress đánh gục trên bàn làm việc. Đây là 5 bước giúp bạn chế ngự kẻ thù vô hình này. Mọi người đều gặp căng thẳng trong công việc, bởi đây là một phản ứng tự nhiên và bình thường của con người. Tuy nhiên, giữa việc để cho stress đánh gục hay bạn dám đối đầu chiến thắng nó đều phụ thuộc vào môi trường và lối sống của bản thân. Stress công việc là cụm từ phổ biến của dân văn phòng. Để giảm bớt áp lực tâm lý do công việc mang lại, 5 cách dưới đây sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích, giúp bạn đánh tan áp lực và đạt được năng suất làm việc cao nhất. 1. Dành thời gian để lên kế hoạch. Nếu công việc hiện tại quá nhiều và khiến bạn liên tục bị tụt lại phía sau thì hãy dừng lại. Thay vì cố gắng để theo kịp tiến độ trong vô vọng, tốt hơn hết bạn nên dành một chút thời gian để suy nghĩ về mục tiêu của mình và cách bạn phân bổ các công việc ưu tiên phải làm ở hiện tại. Suy nghĩ một cách rõ ràng, sâu sắc về mục tiêu quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại sẽ giúp bạn bắt kịp các nhiệm vụ mà bạn cần hoàn thành. Và một khi mục tiêu và nhiệm vụ của bạn rõ ràng trong tâm trí, bạn sẽ sẵn sàng cho bước thứ hai. 2. Điều chỉnh nhiệm vụ tương xứng với mục tiêu. Chỉ biết mục tiêu và các nhiệm vụ liên quan là không đủ. Thực tế, nhiều người đạt đến giai đoạn này nhưng vẫn tụt lại phía sau với núi công việc và kết quả là không đạt được mục đích mong muốn. Lời giải đó là hãy hiểu rõ nhiệm vụ nào nên được ưu tiên cao và nhiệm vụ nào nên làm khi bạn có thời gian rảnh rỗi. Ví dụ, kiểm tra email 20 phút một lần có thể là một công việc hiệu quả đối với bạn, nhưng thực tế nó lại như một kẻ gây rối và khiến bạn giảm năng suất làm việc. Thay vì vậy, bạn nên dành 30 phút vào buổi sáng và 30 phút buổi chiều để thực hiện nhiệm vụ này. Bằng cách này, bạn sẽ giải phóng được phần lớn thời gian của mình cho những công việc giúp bạn đạt được mục tiêu. Đó có thể là viết một đề xuất kinh doanh, chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới hay hoàn thành một dự án quan trọng. 3. Loại bỏ, thay đổi hay chấp nhận những căng thẳng. Làm thế nào để giải quyết những căng thẳng trong công việc một cách cụ thể? Hãy làm theo cách dưới đây. Lấy một mẩu giấy và chia thành 3 cột. Ở trên cùng, viết loại bỏ trong cột đầu tiên, thay đổi ở cột thứ 2 và chấp nhận ở cột thứ 3. Tiếp theo, hãy suy nghĩ về những tác nhân gây căng thẳng mà bạn đang phải đối phó nhiều nhất. Có thể đó là tiền lương vì nó thấp hơn với những gì bạn mong muốn hay xứng đáng nhận được. Hãy suy nghĩ trong một vài khoảnh khắc, bạn muốn từ bỏ công ty hiện tại, ô thứ nhất, thực hiện một vài nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp chẳng hạn như
rủ nhau đi ăn cơm chung hay mời họ một tách cà phê. Điều này không những giúp bạn có người tâm sự mà còn mang lại cảm xúc tích cực để bạn làm việc ngay sau đó. Hình thành một mối quan hệ lành mạnh với cấp trên cũng là một cách để giảm bớt căng thẳng. Các cuộc nói chuyện hai chiều thẳng thắn, tích cực về công việc mà bạn đang đảm nhận, điều kiện làm việc và sự mong đợi của bạn là điều tối quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn nhận được các nguồn lực cần thiết, giúp đỡ bạn trong quá trình hoàn thành công việc. 5. Dành thời gian cho chính mình. Bất cứ ai bị trôi vùi trong stress công việc thì những mặt còn lại trong cuộc sống đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Duy trì và thậm chí cải thiện sức khỏe của bạn sẽ giữ cho stress của bạn được kiểm soát. Hơn nữa, theo dõi tinh thần thường xuyên là điều cực kỳ quan trọng. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn để lấy lại năng lượng và trở lại làm việc khi được tăng cường sức lực. Hãy chắc chắn rằng đó là những điều bạn thực sự yêu thích như dành thời gian bên gia đình và bạn bè hay đi du lịch tới những nơi mà bạn luôn mong ước. Mọi người đều gặp căng thẳng trong công việc bởi đây là một phản ứng tự nhiên và bình thường của con người. Tuy nhiên, giữa việc để cho stress đánh gục hay bạn dám đối đầu chiến thắng nó đều phụ thuộc vào môi trường và lối sống của bản thân. Phần 3. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là phần chia sẻ 6 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khiến bạn phải suy ngẫm nếu muốn sống một đời thanh thản. Đôi khi không có được thứ mình muốn cũng là một loại may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc và thành công đều do chính chúng ta quyết định. Bạn có thể cảm thấy bế tắc ngay cả khi sở hữu một đống tiền, nhưng cũng có thể cảm thấy vui vẻ dù chẳng có gì trong tay. Trong nhiều thập kỷ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ suy nghĩ của mình về môi trường, kinh tế, nữ quyền, bạo lực, đạo Phật và nhiều chủ đề khác. Ông là một trong những nhân vật lớn của thời đại, thậm chí đã từng nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1989. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, mục đích chính trong cuộc đời ông là tôn vinh những giá trị con người. Ông nguyện dành cả đời này để dạy cho chúng ta biết làm sao để trở thành một con người tốt đẹp hơn và sống hạnh phúc hơn. 1. Hãy đánh giá thành công của bạn bằng những thứ bạn đã phải từ bỏ để đạt được điều đó. Không định nghĩa thành công nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn đang cố gắng đạt được những mục tiêu mà thậm chí họ còn chẳng hứng thú mấy, cốt chỉ để gây ấn tượng với người khác. Tỷ lệ kiệt sức đang ở mức cao nhất chưa từng thấy. Ngày càng có nhiều người bị trầm cảm. Nhưng chớ trêu thay, những người mắc bệnh tâm lý lại trông có vẻ rất ổn trong một thời gian dài. Họ che giấu sự bất an và nỗi đau của mình cho tới khi không thể chịu đựng được nữa. Nhiều người trong số chúng ta rất tham vọng và nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, chúng ta không biết mình làm vậy vì điều gì, phải hy sinh điều gì để đạt được thành công. Bạn có thể dành ra 16 tiếng một ngày, vừa kinh doanh riêng, vừa làm công việc văn phòng. Nhưng điều đó có đáng không? Bạn có dám hy sinh sức khỏe và cuộc sống của mình chỉ để có tiền và địa vị? Nếu câu trả lời là có, hãy cứ tiếp tục. Còn nếu bạn cảm thấy mình đã đi sai hướng bấy lâu nay, hãy hành động trước khi quá muộn. Cách áp dụng điều này như thế nào? Bạn nên hỏi bản thân rằng, mình cần phải hy sinh điều gì để đạt được thành công? Hãy tự đặt ra các giới hạn, hiểu rõ mục tiêu, lên kế hoạch kỹ càng để đạt được điều đó, nhưng cũng phải biết khi nào thì dừng lại. 2. Tình yêu và lòng trắc ẩn là nhu cầu thiết yếu, không phải những thứ xa xỉ. Không có chúng, nhân loại không thể tồn tại. Đôi khi, vì cái tôi quá lớn của mình mà chúng ta quên đi bản chất của cuộc sống, tình yêu. Thể hiện tình yêu với những người xung quanh là nguồn sức mạnh lớn hơn bất kỳ thứ gì, là cốt lõi của hạnh phúc trong đời. Chúng ta đều biết cảm giác yêu và được yêu đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng lại quên ưu tiên cho nó. Đôi khi, cuộc sống trở nên khó khăn và chúng ta làm như thể nhu cầu thiết yếu còn quan trọng hơn tình yêu và lòng trắc ẩn. Chúng ta đều xứng đáng và cần tình yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì để sống một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn hơn. Cách áp dụng điều này như thế nào?
hãy thể hiện lòng trắc ẩn đối với chính mình và những người khác. Đừng phán xét bất cứ ai mà không đặt mình vào vị trí của họ. Bạn chẳng thể nào biết được họ đang gặp phải những trắc trở gì, nhưng bạn luôn có thể ở bên họ bằng tình yêu và lòng trắc ẩn. 3. Chúng ta sẽ không bao giờ có được hòa bình ở thế giới bên ngoài cho tới khi làm hòa với chính bản thân mình. Rất nhiều người đang làm việc hùng hục, nỗ lực đạt được các mục tiêu chỉ để khoe khoang với người khác. Họ mua siêu xe đắt tiền hay túi xách hàng hiệu, đăng ảnh sống ảo trên mạng xã hội, cốt chỉ để cho người khác thấy mình hạnh phúc và vui vẻ đến mức nào. Thứ chúng ta thường xuyên quên mất là dừng lại và tự hỏi bản thân điều gì đang diễn ra trong đầu mình. Kỳ nghỉ đó có khiến chúng ta thực sự hạnh phúc không, hay chỉ là một chuyến trốn chạy hiện thực? Chúng ta có thực sự thích siêu xe hay túi hàng hiệu không, hay chỉ là một cách để cho người khác thấy mình vẫn đang sống tốt? Đôi khi, chúng ta không thể bình tĩnh và lắng nghe trực giác của mình. Thay vào đó, chúng ta để cho cuộc sống hối hả cuốn mình đi, so sánh bản thân với những người khác, bỏ qua tiếng nói nội tâm và đánh mất sự bình yên trong tâm hồn. Cách áp dụng điều này như thế nào? Bạn cần tạo thói quen nhắc nhở bản thân sống thật với chính mình. Hãy dành thời gian để lắng nghe nội tâm, xem mình thực sự muốn làm gì. Đôi khi, câu trả lời sẽ khiến bạn bị tổn thương, nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ trưởng thành hơn và biết cách thay đổi cuộc sống. 4. Hãy nhớ rằng, đôi khi không đạt được điều mình muốn cũng là một sự may mắn tuyệt vời. Đôi khi, vũ trụ có những kế hoạch tốt hơn dành cho bạn. Chúng ta luôn muốn cuộc sống diễn ra theo một chiều hướng nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng thu về kết quả mong muốn. Sống thoải mái và tin tưởng vào số phận sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn là cố gắng kiểm soát cuộc sống. Cách áp dụng điều này như thế nào? Bạn cần hiểu rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời này. Do đó, hãy tin tưởng vào số phận. 5. Bình yên không có nghĩa là xung đột biến mất. Sự khác biệt sẽ vẫn luôn tồn tại. Bình yên có nghĩa là bạn giải quyết sự khác biệt bằng các giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại, giáo dục, tri thức và thông qua những cách nhân văn. Một mối quan hệ tốt không phải là không có bất đồng. Thay vào đó, sự khác biệt về ý kiến có thể là một phần quan trọng để duy trì mối quan hệ đó. Yêu quý và biết ơn lẫn nhau không có nghĩa là đồng tình với quan điểm của đối phương. Ngược lại, những tư duy khác biệt sẽ làm phong phú thêm mối quan hệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tôn trọng và bình tĩnh mỗi khi bất đồng xảy ra, dù là với bạn đời, đồng nghiệp, cha mẹ, con cái hay bạn bè. Xung đột là một phần của cuộc sống, chúng không hề có hại. Những quan điểm khác nhau sẽ khiến cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn nếu chúng ta xử lý chúng bằng tình yêu thương thay vì sự giận dữ. Cách áp dụng điều này như thế nào? Mỗi khi cảm thấy giận dữ với ai đó, hãy nhắc nhở bản thân rằng tất cả chúng ta đều là một. Bạn có thể tìm thấy một phần của mình trong mọi người khác trên trái đất này. Vì thế, hãy thoải mái đối diện với những bất đồng, nhưng đừng xem thường người khác. Hãy giải quyết vấn đề bằng hòa bình, tình yêu, đối thoại và giáo dục. 6. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy nghĩ rằng tôi thật may mắn khi được sống. Tôi có một cuộc đời quý giá và tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ sử dụng mọi năng lượng của mình để phát triển bản thân, để mở rộng trái tim mình với những người khác, để giác ngộ vì lợi ích của nhân loại. Tôi sẽ nhân từ với mọi người. Tôi sẽ không tức giận hay nghĩ xấu về mọi người. Tôi sẽ giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể. Những ngày tuyệt vời luôn khởi đầu bằng những suy nghĩ tuyệt vời. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định, được thức dậy mỗi ngày chính là điều mà chúng ta nên biết ơn. Có thể bạn đang gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, nhưng chừng nào bạn còn được thức giấc trong một ngôi nhà ấm cúng, có cơm ăn áo mặc, bạn vẫn đang khá hơn rất nhiều người ở ngoài kia. Kể cả khi nợ nần chồng chất, bạn vẫn có thể sống một cuộc đời tuyệt vời nếu tin tưởng số phận và chọn hạnh phúc thay vì khốn khổ. Kể cả khi sở hữu cả triệu đô la Mỹ trong ngân hàng, nhiều người vẫn có thể chết chìm trong sự tuyệt vọng. Thành công và hạnh phúc được định nghĩa ở trong đầu bạn.
nếu bạn chọn tình yêu và bình yên, bạn sẽ đến gần hơn với nó. Áp dụng như nào? Nếu không có nhiều thời gian, hãy thức dậy sớm hơn 10 phút mỗi sáng. Thay vì lướt tin trên điện thoại, hãy dành thời gian này cho bản thân mình. Bạn càng cảm thấy biết ơn, bạn sẽ càng thấy mình hạnh phúc. Phần 4. Làm thế nào để biến nghịch cảnh thành thuận cảnh? Quý vị thân mến, có lẽ đây là câu hỏi ai cũng muốn đi tìm câu trả lời phù hợp nhất cho riêng mình. Trong phần chia sẻ dưới đây, rất có thể sẽ giúp quý vị làm được điều đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. 1. Vật cực tất phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân. Cổ nhân giảng, vật cùng tắc biến, vật cực tất phản. Ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng thì càng cần giữ vững ý chí bản thân, bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy. Trong chu dịch có hai quẻ là Bĩ và Thái. Quẻ Bĩ chỉ điều không thuận lợi, sự bế tắc. Trong thời điểm bế tắc, đạo người không thông, thiên hạ không lợi. Bởi thế đạo suy vi nên người quân tử càng nên gìn giữ sự ngay chính. Quẻ Thái là thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông. Có câu Bĩ cực Thái lai, khi nghịch cảnh đi đến cuối cùng, đạt đến mức cực điểm thì sẽ chuyển sang hướng thuận cảnh. Cũng chỉ vận xấu đi đến cực điểm thì vận may sẽ đến. Tuy nhiên muốn sự việc diễn hóa như vậy thì điểm mấu chốt là gìn giữ sự ngay chính, không ngừng tu dưỡng bản thân, không để lương tri trôi theo dòng đời. Trong lịch sử có nhiều ví dụ minh chứng cho điều này. Trên phương diện cố gắng cá nhân mà nói thì Khương Tử Nha có lẽ là ví dụ nổi tiếng nhất. Khương Tử Nha là vị quân sư tài ba có công lớn, giúp Chu Văn Vương diệt nhà Thương, dựng lập nhà Chu. Nhưng trước khi gặp Chu Văn Vương, Khương Tử Nha từng sống nghèo khổ, bị vợ bỏ và phải mưu sinh rất cơ cực. Gia thế của Khương Tử Nha vô cùng hiển vinh, tiếng tăm lừng lẫy. Tổ tiên của ông làm đến chức tứ nhạc, có công giúp vua Hạ Vũ trị thủy. Sử ký xác định tổ tiên của ông được phong ở đất Lã vào khoảng thời vua Thuấn đến thời nhà Hạ. Do đó gia tộc ông lấy Lã làm họ. Nhưng khi Khương Tử Nha ra đời, gia cảnh nhà ông đã ở vào lúc suy tàn, khánh kiệt, nghèo nàn. Trong thuyết Uyển Tôn Hiền của Lưu Hướng thời Hán có ghi lại rằng, thời trẻ, Khương Tử Nha từng bán thịt, bán rượu, bán bột mì kiếm sống. Trong Chiến Quốc sách lại chép rằng, Khương Tử Nha từng đi ở rể gia đình nhà vợ, nhưng bởi vì ông không giỏi mưu sinh, làm việc gì kiếm sống cũng không được như ý, nên bị gia đình vợ đuổi ra khỏi nhà. Có sách còn kể về việc Khương Tử Nha từng đi bán bột mì kiếm sống như sau. Một lần, ông mua bột mì đem đến trấn Khẩu Tử bán. Ông cất tiếng giao hàng từ sáng sớm đến tận lúc mặt trời xuống núi mà không có một người nào hỏi mua. Khương Tử Nha thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời ơi! Không ngờ, khi ông vừa ngửa mặt lên há miệng ra than thì bị phân chim rơi xuống đầu. Ông vội vàng tới bờ sông để rửa thì bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Chiếc sọt đựng bột của ông vì vậy mà đổ. Số bột mì bị gió thổi bay. Bởi vì gia cảnh bần cùng nghèo khó, nên vợ ông là Mã Thị sinh lòng ghét bỏ ông, muốn đuổi ông ra khỏi nhà. Khương Tử Nha khuyên vợ rằng, ta chắc chắn sẽ có ngày được hưởng vinh hoa phú quý, nàng đừng làm như vậy. Mã Thị khinh thường không nghe. Dù cuộc sống cùng cực như vậy, nhưng Khương Tử Nha lại người cùng chí không cùng. Cho dù là buôn bán làm ăn kiếm sống, xem bói tạm qua ngày, ông vẫn siêng năng chịu khó một lòng học tập về thiên văn địa lý, quân sư mưu lược, nghiên cứu con đường trị quốc an bang. Tương truyền rằng, sau nhiều năm ngồi câu cá chờ thời cơ bên bờ sông Vị Thủy, đến năm 72 tuổi Khương Tử Nha mới gặp được Tây Bá Hầu Cơ Xương, tức Chu Văn Vương sau này. Cơ Xương cho rằng Khương Tử Nha là bậc kỳ tài, nên lập tức mời ông lên xe theo mình, đồng thời cũng bái ông làm thầy. Khương Tử Nha bấy giờ mới bắt đầu nghiệp lớn của mình. Sống trên đời khó tránh gặp phải những lúc thăng trầm khó khăn, hoặc những khi mâu thuẫn với người khác.
Người xưa có câu, đời người 10 việc thì có đến 8-9 việc là không như ý. Hơn nữa tìm được tri âm để dốc cạn cõi lòng thì chẳng có đến 2-3 người. Những khổ sở của bản thân chỉ tự mình biết, cho nên càng ở vào lúc bị dằn vặt dày vò, càng cần phải có tín niệm kiên định và một ý chí mạnh mẽ. Càng ở vào thời điểm tối tăm u ám thì càng có thể là lúc bình minh sắp hừng sáng. Càng ở vào lúc vô vọng thì hy vọng càng có thể đang ở ngay trước mặt. Thân ở vào nghịch cảnh kỳ thực chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình. Gặp lúc mâu thuẫn, nhẫn nại mới là biện pháp hóa giải tốt nhất. Nhẫn có thể thiện giải ác duyên, khiến cho gió yên sóng lặng. Nhẫn còn có thể đạt được vật cực tất phản, khiến con người đạt được cảnh giới bí cực thái lai. 2. Khi rơi vào nghịch cảnh hãy thay đổi tâm thái. Điều này có thể biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Tại sao lại nói như vậy? Quý vị thân mến, trên đường đời, người trường kỳ bị vây khốn trong nghịch cảnh, thường bởi vì họ không nhìn thấy được ánh sáng của tương lai, cũng vì thế mà họ dễ dàng sinh ra cảm xúc oán hận, nản lòng. Nhưng thay đổi góc nhìn một chút, thay đổi tâm thái một chút, chúng ta sẽ thấy nghịch cảnh lại là cơ hội vô cùng tốt để tôi luyện ý chí của con người. Khi gặp phải nghịch cảnh, ở trong điều kiện khốn khó, một người nếu có thể kiên trì thủ giữ tín niệm của bản thân, có tâm thái thản nhiên đối mặt với những tối tăm trước mắt, kiên nhẫn miệt mài thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đi đến thành công. Người xưa nói vật cực tất phản, một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ đảo ngược lại. Cho nên, càng là ở vào lúc vô vọng, thì hy vọng càng có thể đang ở ngay trước mắt. Trái lại, một tâm thái an nhàn quá độ cũng đủ để chôn vùi một sinh mệnh vốn có hy vọng hướng đến thành công. Đây chính là đạo lý sống bởi gian nan khổ cực, chết bởi an nhàn. Có một câu chuyện kể rằng, vào những năm chiến loạn, có một vị thương nhân khi đang vượt qua một ngọn núi thì bất hạnh gặp phải một tên cướp chặn đường. Vị thương nhân lập tức chạy trốn, nhưng tên cướp một mực đuổi theo anh ta. Khi ở vào đường cùng, không còn con đường nào khác, vị thương nhân chui vào trong một cái hang động. Tên cướp kia thấy vậy liền chui vào theo. Ở trong hang động vừa sâu vừa tối, vị thương nhân cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên cướp. Sau khi bị tên cướp bắt được, toàn bộ tiền bạc của anh ta đều bị tên cướp lấy đi. Ngay cả cây đuốc mà anh ta chuẩn bị trước dùng để đi đường tối cũng bị tên cướp lấy mất. Hang động tối đen, hơn nữa trong hang lại có rất nhiều hang nhỏ. Cả vị thương nhân và tên cướp đều ở trong hang động lần tìm lối thoát. Tên cướp dựa vào ánh sáng của cây đuốc mà lần tìm đường ra, dường như sắp ra được khỏi hang rồi. Nhưng cũng bởi vì có ánh sáng của cây đuốc nên tên cướp bước đi rất nhanh, cuối cùng không cẩn thận lại bị rơi vào một cái hang nhỏ, đuốc bị rơi mất, không biết số phận ra sao. Còn vị thương nhân kia sau khi bị mất đi cây đuốc, có thể nhiều người cho rằng đã mất hết hy vọng. Nhưng chính ở trong hoàn cảnh tối tăm ấy, anh ta vẫn giữ tâm thái lạc quan, cố gắng lần mò từng bước, mỗi bước đi đều thận trọng và khó khăn. Rất nhiều lần vị thương nhân vấp phải đá, thỉnh thoảng còn bị trượt ngã, nhưng anh ta không hề nản chí. Cũng chính bởi vì ở trong bóng tối mà mắt anh ta nhạy cảm hơn, cuối cùng nhìn thấy một khe ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài xuyên vào trong hang động. Anh ta liền lần theo hướng ánh sáng nhạt đó mà đi. Cuối cùng sau nhiều cực khổ, anh ta đã thoát được ra ngoài. Khi thân ở trong nghịch cảnh, ở vào hoàn cảnh tối tăm, điều mấu chốt khiến người ta không thoát được ra không phải vì họ không có cây đuốc soi sáng, mà mấu chốt là ở thái độ nhân sinh và tín niệm của người ấy. Một tâm thái chán nản, nhụt chí sẽ khiến nghịch cảnh càng thêm trầm trọng. Trong thơ cổ viết, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Giữa cảnh núi non trùng điệp, sơn thủy tưởng như đã đến điểm tận cùng rồi, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, sau bóng dạng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu, còn có một thôn làng. Cho nên trong cuộc sống, khi làm một sự tình nào đó thành công, không cần phải dạt dào đắc ý. Khi gặp phải khó khăn suy sụp, cũng không cần phải chán nản thất vọng. Mỗi một lần thất bại trong cuộc đời là một khoảng lặng. Người có tâm thái lạc quan rộng rãi sẽ tận hưởng khoảng lặng đó,
mà học được nhiều điều, chứ không chán nản mà oán trách người khác. Họ tận dụng cơ hội này để khiến thân và tâm được an tĩnh, suy xét nhân sinh, tổng kết kinh nghiệm, chờ thời cơ lật thân. Càng là ở vào thời điểm tối tăm, u ám thì càng có thể là lúc bình minh sắp hừng sáng. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có phúc về sau. Một người khi thân ở vào nghịch cảnh, chỉ cần trong tâm giữ vững tín niệm của bản thân, không cam chịu mà sa ngã, không chán nản buông thả bản thân, cắn răng đi tiếp thì sẽ có thể ở trong đầm lầy đen tối mà thoát ra được. Và điều chờ đợi người ấy chính là một tương lai tươi sáng. 3. Trong họa có phúc, nghịch cảnh khiến sinh mệnh thăng hoa. Một vị triết gia từng nói, ma nạn lớn thành tựu nên đại anh tài, gian khổ lớn thành tựu nên đại tuấn kiệt, vui buồn lớn viết nên đại nhân sinh. Đời người rất nhiều khi tưởng là họa mà lại là phúc, càng ở vào nghịch cảnh càng là cơ hội để sinh mệnh thăng hoa. Một người bình thường phần lớn đều ước ao quyền thế và phú quý. Nhưng Lý Lâm phủ triều nhà Đường làm tể tướng đến 20 năm, cả quyền thế và phú quý đều hơn người, mà không có được chiến tích hay tác phẩm nào được lưu danh lịch sử. Thậm chí ông ta còn bị sử sách xếp vào hạng gian thần, người đời lên án. Nhưng danh thần triều nhà Tống, Phạm Trọng Yêm thì ngược lại. Phạm Trọng Yêm mất cha từ lúc chưa đầy 2 tuổi, mẹ đi tái giá ở nơi xa, một mình ông phải lên chùa sống nhờ. Hàng ngày ông đều chăm chỉ đọc sách, ngay cả một bát cháo cũng phải chia làm 3 bữa. Cuộc sống của ông gian khổ đến mức người đời khó lòng tưởng tượng được. Dù vậy, cuối cùng ông vẫn trở thành danh thần nổi tiếng, được sử sách lưu danh thiên cổ. Nhà sử học triều Tống Tư Mã Quang cũng là một ví dụ. Tư Mã Quang sinh ra trong cảnh bần hàn, cơ cực, trải qua cuộc đời nhiều gian khổ, cuối cùng ông đã viết ra tác phẩm Để Đời Tư Trị Thông Giám. Có thể thấy, những ma nạn mà một người gặp phải trong cuộc đời chưa hẳn đã là họa, rất có thể đó lại là một loại tài phú vô hình. Khi ở vào nghịch cảnh, gặp phải ma nạn, nếu một người có thể giữ tâm chân chính, có cái nhìn và hành vi đúng đắn thì rất có thể sẽ tạo nên một nhân cách phi phàm. Một người sinh ra và lớn lên trong bằng phẳng giàu có, thường ít có sự đột phá mà thu hoạch được thành tựu hơn so với người sống trong gian khổ. Trong lịch sử có rất nhiều minh chứng cho thấy, bậc thánh hiền đều là trải qua khổ nạn, chịu đựng đủ loại thống khổ, trải qua thử thách dài lâu, lại có thể thành tựu được những điều phi thường. Đại văn hào Tô Đông Pha triều Tống cũng là một minh chứng cho điều này. Tô Đông Pha là người trải qua ma nạn mà thành tựu cuộc đời mình. Cả cuộc đời Tô Đông Pha trải qua 5 triều đại, bao gồm Tống Nhân Tông, Tống Anh Tông, Tống Thần Tông, Tống Chiết Tông, Tống Huy Tông. Đây thực sự là những thời kỳ mà triều đình có nhiều biến động, các phe phái không ngừng tranh giành đấu đá lẫn nhau. Tô Đông Pha tuy là thiên tài có 102, hiếm thấy, nhưng cả đời ông đều bị tiểu nhân hãm hại. Khi nhà Tống ngày một suy yếu, khủng hoảng toàn diện vì thâm hụt ngân sách, Hoàng đế Tống Thần Tông đã mời Vương An Thạch, một nhà kinh tế, đồng thời là một đại thần, tiến hành cải cách. Tuy chính sách của Vương An Thạch đưa ra rất táo bạo và tiến bộ, nhưng lại làm tổn hại lợi ích của dân chúng, khiến dân chúng oán hờn. Các quý tộc bị đụng chạm quyền lợi cũng quay lưng bất mãn. Tô Đông Pha chính là người phản đối kế hoạch cải cách của Vương An Thạch quyết liệt nhất. Ông cho rằng đó là hành động bất nghĩa, làm tổn hại người dân. Thậm chí ông còn công khai phê phán chúng trong những bài thơ của mình. Khi phe của Vương An Thạch giành được quyền lực trong triều, Tô Đông Pha trở thành cái gai trong mắt họ. Sau khi bị người nhà Vương An Thạch vu cáo, hãm hại, Tô Đông Pha bị Hoàng đế Tống Thần Tông nghi ngờ, ghét bỏ. May nhờ có Tư Mã Quang đỡ lời, Hoàng đế mới nguôi ngoai, không trị tội ông mà chỉ giáng chức và chuyển ông ra Hàng Châu. Nhưng Hàng Châu vẫn không phải là điểm đến cuối cùng của Tô Đông Pha. Ông còn phải chịu thêm nhiều phen bị đối thủ hãm hại, quy tội khi quân, rồi bị đẩy tới những vùng xa xôi, cách trở như Mật Châu, Hoàng Châu. Vài năm sau, Tô Đông Pha được vua Tống Thần Tông phục chức và mời về kinh đô giao cho việc chép sử. Dù vậy, sự ân xá này cũng chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu sau, khi Hoàng đế Tống Chiết Tông lên ngôi,
tể tướng Trương Đôn, người bạn thân hồi trẻ của ông đã buộc tội ông phỉ báng tiên đế. Tô Đông Pha lại bị cách mọi chức tước, lần thứ hai phải chịu cuộc sống lưu đày cực khổ trăm bề. Ông phải đi hơn 4.500 cây số xuống Huệ Châu, rồi tiếp tục bị đày ra đảo Hải Nam ở miền cực Nam hẻo lánh. Năm 1100, vua Chiết Tông băng hà ở tuổi 24. Tô Đông Pha được ân xá, cho trở về quê cũ và mất năm 64 tuổi. Trong suốt những năm tháng gian khổ đó, Tô Đông Pha không hề từ bỏ sở thích được viết thơ. Cứ vừa được ra khỏi ngục, Tô Đông Pha lại cầm bút viết. Ông viết thơ cả trên đường đi lưu đày. Khi đối mặt với nhân sinh khổ ải, bị triều đình giáng chức nhiều lần, bị tiểu nhân hãm hại, ông vẫn không tiêu cực bi quan, không oán thán hận thù, mà càng ngày càng lạc quan, càng ngày càng khoáng đạt rộng lượng. Trên có thể hầu hoàng thượng chơi đùa, dưới có thể kết giao với cả kẻ ăn mày. Mặc dù cuối đời ông kết thúc trong lưu đày, nhưng Tô Đông Pha để lại cho đời những triết lý nhân sinh, những kiệt tác chất chứa tinh thần lạc quan và tin tưởng tràn đầy. Những áng thơ của ông đã truyền cảm hứng vào trái tim hàng triệu người dân như một lời nhắc nhở rằng, ngay cả ở vào những thời khắc khó khăn nhất, vẫn luôn có chỗ cho niềm hy vọng. Những thăng trầm trong đời người, từ góc độ khác mà quan sát, cũng có thể là ơn trạch của Thượng Thiên. Người đang ở trong khổ nạn, nếu có thể thủ vững sự cao quý trong tâm linh, thì những đau khổ sẽ trở thành nấc thang để linh hồn thăng hoa. Trong họa có phúc, những ma nạn trong đời của một người cuối cùng đều là bàn đạp để người ấy đi đến sự thành công, thành tựu được sứ mệnh cao quý của sinh mệnh. 4. Đời người nhiều khi không phải đến cuối cùng mà là đến ngã rẽ. Cổ nhân giảng, thất chi đông ngung, thu chi tăng du, ý nói rằng, lúc ban đầu bị thất bại ở một phương diện này, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác. Trong đời người, rất nhiều khi hoàn cảnh mách bảo cho chúng ta biết, không phải con đường mà chúng ta đi đã đến cuối cùng, mà là đã đến lúc chúng ta nên rẽ bước. Khi chúng ta gặp một sự tình không có cách giải quyết, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm tình của chúng ta, sao không dừng bước lại, cấp cho tâm linh của mình một khoảng thời gian yên tĩnh. Rất nhiều khi, thay đổi một loại phương pháp, thay đổi một loại góc độ nhìn nhận, thay đổi con đường, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người Anh điêng có một câu danh ngôn rất hay rằng, nếu như chúng ta đang đi quá nhanh thì phải dừng lại một chút, chờ linh hồn theo kịp. Đừng bao giờ để chính mình rơi thẳng vào vực sâu thống khổ, bởi vì đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà luôn luôn có ngăn trở. Nhưng đó không phải là bước đường cùng, đó chỉ là đang nhắc nhở chúng ta rằng đã đến lúc nên chuyển biến, nên rẽ. Rất nhiều lúc, buông tay không phải là thất bại mà chính là rẽ sang một con đường mới thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Đời người chỉ có 3 ngày, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Người mê muội sẽ sống ở ngày hôm qua, sống trong quá khứ. Người hy vọng sẽ sống ở ngày mai. Và chỉ có người thấu hiểu mới sống ở ngày hôm nay, sống với hiện tại. Chấp nhất là một loại gánh nặng, thậm chí là khổ đau. So đo quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, bị mê lạc quá lâu sẽ là một loại bi ai. Buông là một loại ý chí, là một loại trưởng thành, là biểu hiện của sự tự tin. Buông không phải là bỏ cuộc, để bản thân giống như nước chảy bèo trôi, mà là giúp người ta dùng tâm thái rộng lượng đi đối mặt với cuộc đời. Cổ nhân giảng, thất chi đông ngung, thu chi tang du, mất khi mặt trời mọc, được khi mặt trời lặn, ý nói rằng, lúc ban đầu bị thất bại ở phương diện này, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác. Trong cuộc đời, được và mất nhiều khi chỉ khác nhau ở một niệm. Trong cuộc đời, rốt cuộc được gì, mất gì, có khi chỉ là suy nghĩ của riêng mỗi người mà thôi. Đời người nhiều thống khổ và ngắn ngủi, chúng ta chỉ là một vị khách qua đường vội vàng. Kỳ thực trong chuyến hành trình ngắn ngủi ấy, được một chút, mất một chút, thất bại một chút, thành công một chút, cũng có sao đâu. Mất đi là một loại thống khổ, nhưng thay đổi góc nhìn một chút, chúng ta sẽ thấy đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì, khi mất đi màu xanh biếc của lá cây, chúng ta sẽ nhận được một mùa thu vàng óng ả. Khi mất đi ánh mặt trời,
chúng ta lại nhận được một màn đêm rực rỡ đầy sao? Làm thế nào để đối mặt với được và mất trong cuộc đời? Có lẽ đây là câu hỏi mà hàng ngàn năm qua nhiều người vẫn trăn trở suy nghĩ tìm tòi. Kỳ thực, đời người hiểu được rằng những gì nên được thì đừng bỏ lỡ, những gì nên mất thì cần buông tay, đừng quá lưu tâm. Khi có thì nên quý trọng, khi đã mất thì không nên hối tiếc suốt đời. Một người quá quan tâm, để ý thì sẽ khiến niềm vui trong đời mình giảm đi một nửa. Nhiều lúc, xem nhẹ hết thảy lại khiến cho sinh mệnh của mình được thoải mái hơn, tiêu sái hơn, thành công hơn. Trong cuộc đời, nên ghi nhớ, rất nhiều khi không phải con đường đã đến cuối cùng mà là đã đến ngã rẽ. 5. Tướng do tâm sinh, tâm thái tốt đem lại cuộc đời thông thuận. Quý vị thân mến, một vị triết gia từng nói, tâm thái của bạn mới là chủ nhân chân chính của bạn. Quả đúng là như vậy, tâm thái của bạn như thế nào thì cuộc đời bạn sẽ là như thế ấy, và vận mệnh của bạn cũng lại thay đổi theo hướng đó. Vì sao phải duy trì một tâm thái tốt? Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên chứng kiến những trận cãi vã không ai nhường ai, cũng thường xuyên nghe thấy tiếng than vãn, oán thán, hoặc là ở phương diện phúc lợi, hoặc là ở phương diện công tác, bạn bè, hay quan hệ cha mẹ con cái. Nhưng thực ra, những cãi vã và oán thán này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, phụ thuộc vào tâm thái của người trong cuộc. Mỗi người đều có đủ loại tâm tình xảy đến trong một ngày. Chúng ta có lúc cảm thấy vui vẻ, có lúc lại cảm thấy buồn chán phiền não. Điểm khác biệt giữa người này với người kia chính là có người vui vẻ nhiều hơn phiền não, có người lại phiền não chiếm hết phần của vui vẻ. Người khoái hoạt, vui vẻ thực ra không phải là vì họ không có phiền não, mà là họ giỏi giải quyết phiền não, có thể hóa giải phiền não thành vui vẻ, luôn cố gắng giữ cho mình một tâm thái lạc quan. Người hay phiền não cũng không phải là vận mệnh không tốt, hoàn cảnh không tốt, mà thường là do tâm thái không tốt. Cho nên đối với họ, cho dù những chuyện khoái hoạt vui vẻ có đến, cũng lại bởi vì tâm thái của họ mà biến thành chuyện gây phiền não. Tâm thái sẽ quyết định tâm tình, tâm thái tốt mang đến tâm tình tốt, tâm thái xấu mang đến tâm tình xấu. Tâm tình là trạng thái tình cảm trong nội tâm con người biểu hiện ra bên ngoài, tâm thái là tiêu chuẩn xử sự trong nội tâm của một người. Một người trưởng thành cần phải lý trí đối mặt với sự biến hóa của hoàn cảnh, cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, đều nên phải bảo trì tâm thái bình hòa, vui vẻ của bản thân mình, giống như hoa hướng dương vĩnh viễn, hướng về phía ánh mặt trời khai nở. Người có tâm thái tốt thì khi nhìn nhận người khác, nhìn nhận sự việc đều lạc quan, tích cực, nhìn ra điểm tốt của người khác, nên dễ dàng có được vận may trong cuộc đời. Ngoài ra họ luôn khoan dung, nhẫn nhịn, thận trọng trong mỗi việc, lạc quan yêu đời, nên họ sống thọ hơn. Bởi vì tâm thái luôn ở trạng thái tốt nên phần thiện của những người này thường nhiều hơn, có tình yêu thương đối với người khác hơn, như thế họ có thể kết được nhiều thiện duyên, vận khí cũng tốt và tiền đồ cũng rộng mở hơn. Cho nên mỗi ngày khi rời khỏi giường ngủ, hãy nở một nụ cười, nói những lời chúc tốt đẹp đến người khác để đón chào một ngày mới. Tâm thái tốt, tâm tình tốt như vậy nhất định sẽ đem đến cho bạn một ngày may mắn. Cảnh tùy tâm chuyển, tâm cảnh của bạn sẽ quyết định hoàn cảnh bạn gặp phải và quyết định cả vận mệnh của bạn. Nắm chắc tâm của bản thân mới có thể bình tĩnh đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Từ đó thanh tỉnh phân tích và giải quyết được mọi sự việc tưởng như khó giải quyết nhất. Một tâm thái tốt sẽ quyết định một tâm tình tốt đem đến một cuộc sống tốt. Cuộc sống tốt chính là một loại chất lượng cao của đời người. Tâm một người chất chứa điều gì thì cuộc đời sẽ như thế ấy. Tướng do tâm sinh, mệnh do mình tạo. Vạn sự trên thế gian đều có thể chuyển hóa tùy theo tâm của mỗi người. Bởi vậy, có thể thấy được rằng tâm của một người là như thế nào thì sẽ có tướng như thế đó và kết được duyên như thế ấy. Nếu trong tâm một người chất chứa sự lương thiện thì sinh mệnh của người ấy tràn ngập ánh sáng mặt trời. Vô luận là gặp phải mâu thuẫn gì thì trước tiên họ soi xét lại bản thân để tự điều chỉnh mình. Hết thảy những điều không tốt người khác gây ra cho họ, họ đều không để trong lòng mà bao dung khiến nó tiêu tan hết. Nếu trong tâm một người chứa người khác thì khi gặp bất kể việc gì họ đều sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác,
đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nhìn nhận vấn đề. Nếu trong tâm một người chất chứa trời đất thì sẽ thản nhiên đối mặt, ở trong đạo pháp tự nhiên mà tĩnh lặng nhìn xa, cuộc đời của họ luôn thản đãng, thong dong, tự tại. Bởi vì cuộc sống vốn là thị phi, tranh đấu, công danh lợi lộc, vinh nhục thăng trầm. Nếu trong tâm một người chứa sự đố kỵ, tham lam, mưu kế thì tâm lượng của người này rất nhỏ hẹp. Ở trong cái vòng nhỏ hẹp ấy, họ luôn oán trời trách người. Bạn bè sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng trở thành người cô đơn, hiu quạnh. Nếu trong tâm một người chứa danh lợi, tiền bạc thì cuộc đời của người này luôn mệt mỏi trong thế giới vật chất. Vì mải mê theo đuổi những điều này, họ sẽ để mê lạc mất tâm linh của mình. Cuối cùng để đạt được mục đích của mình, không điều gì họ không dám làm. Nhưng những vật chất kia, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi, nên đến khi nhắm mắt lìa đời, họ chỉ có thể mang theo sự hối hận và tiếc nuối. Nếu trong tâm của một người chất chứa sự thù hận thì không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân, mà còn khiến cuộc đời luôn không thoải mái. Người thù hận sẽ luôn sống trong sự tổn thương, dằn vặt và đau khổ. Suy cho cùng, cảnh giới của sinh mệnh, tương lai của sinh mệnh, tưởng là ở trong mê nhưng lại ở ngay trước mắt mỗi người chúng ta. Nó ở ngay bên trong sự lựa chọn của mỗi chúng ta, ngay trong tâm chúng ta. Cảnh tùy tâm chuyển, tâm thái của bạn như thế nào sẽ kết được duyên như thế ấy. Hết thảy là do tâm mình định mà ra. Bởi vậy, tu tâm vĩnh viễn là đại đạo của đời người. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình? Mục tiêu không phải là làm tốt hơn kẻ khác, mà là chiến thắng chính bản thân mình. Làm thế nào để biến chính những đối thủ của mình thành những người giúp chúng ta tốt hơn mỗi ngày? 6 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khiến bạn phải suy ngẫm. Nếu muốn sống một đời thanh thản, đôi khi không có được thứ mình muốn cũng là một loại may mắn. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ làm thế nào để biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Vật cực tất phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân. Trong họa có phúc, nghịch cảnh khiến sinh mệnh thăng hoa. Tướng do tâm sinh, tâm thái tốt đem lại cuộc đời thông thuận. Khi rơi vào nghịch cảnh hãy thay đổi tâm thái, điều này có thể biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.